nhau khi anh xem là một bộ đôi cơ thớt, Nguyễn Trần Trung Quân và Danny. Ngày hôm nay đến với We Try A World, cảm xúc của mình đang như thế nào và bạn nghĩ gì về chủ đề điều phi thường nhỏ bé của We Try A World năm nay? Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại cảm xúc của Kê xem rất là hạnh phúc khi mà đứng được một cái nơi rất là trang trọng như thế này. Và thực sự là cái chủ đề điều phi thường nhỏ bé năm nay là một cái giống như là một cái thông điệp để truyền tải đến cho tất cả mọi người. Năm 2018 vừa qua thì Kê xem có đã tham dự WeJoy, thì thấy được cái điều mà WeJoy truyền tải đến cho tất cả mọi người thì năm nay phải dùng bận rộn như thế nào thì cũng gán lấy một chút xíu thời gian để tham dự buổi tối. Hy vọng là tối hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tối tuyệt vời nhé. Cảm ơn hai diễn. Xuất hiện trên tập đoàn Huy Trời lúc này là người mẫu Huy Dương và bạn trai. Cảm xúc của mình có cái điều gì đặc biệt hơn năm trước không vậy đó? Nó lại
điệu nó cao cả hơn, nó nặng về hơn, vui hơn, nó sẽ là động lực gấp mấy lần với việc đường năm tiếp, tức là mình năm sau mình còn cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mọi người ha. Một lần đi em này. Dạ, em xin được chào tất cả mọi người có mặt hôm nay và mọi người đang xem livestream. Và đây là lần đầu tiên em tham dự WeChoice cho nên là mọi người đến rất là đông và em cũng thấy rất là rung và rất là vui ạ. Ai cũng đẹp hết. Cảm ơn Valus và Ngân Sát Thủ. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tiệc tối nay nha. Sau đó đây là lần đầu tiên mình góp mặt với chương trình của WeChoice. Cảm xúc của mình đang như thế nào có hồi một điều ngờ đợi những tiết mục cũng như là những điều tuyệt vời mà WeChoice sẽ mang lại cho ngày hôm nay được không? Cảm thấy ở đây cần một bác sĩ trước khi mình được góp. Tại sao lại hồi hộp ạ? Bởi vì lần đầu tiên mình được góp mặt ở trong một cái sự kiện nó vinh dự là người như được gặp rất là nhiều những bạn trẻ đến đây chụp ảnh mình. Không phải là năm nay là năm nhất đâu mà hy vọng là những năm sau nữa chúng ta cũng có thể gặp lại Vlog 1977 tại WeChoice World nhé. Vâng, rất cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.